chú. Dạ Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog sáng nay nha. Sáng nay mấy anh em lau mồ hôi thầy Minh Thiện cô chú anh chị ơi. Rút xe quá. Nghĩ quay phim mà đầu tư dữ vậy. Mà khăn ướt vô thầy. Sáng nay anh tàn ở trong đòi hợp đồng. Dây keo quá. Chụp hình cả chùa. Quay trong rồi. Này căn ướt hay nè anh biết rồi. Ở trong đó còn không? À lấy mới luôn đi. Tỉnh nước lọc của thầy uống. Cái điện thoại em ở sau luôn. Là Hải, còn đó là Vũ Gâu. Huy TV. Ngã ngã ngã. Sao cái đó là cái cơm gạo tao Phi ơi. Em đi cái nhỏ đi tao đậu bàn cho nó. Mới sáng sớm là làm cho hai cái điện thoại của mấy anh tôi mong cái nhà thầy. Tại vì mình lo mình nhìn mía bông đẹp quá cho nên mình cắm mía bông không ạ. Làm gì được đó, mình có được nhiều sức khỏe ha. Bảo thầy linh lắm á, thầy linh lắm á. Hôm nay là anh em con đến đây là quay cho thầy thì thầy cứ cho anh em con nhiều view, nhiều like nha thầy. Còn nhất là Hải á, như là thầy cho nó như là view bao nhiêu cũng nhận hết á. Nó không từ chối. Nhiều cũng nhận nó hả? Nhận một like một view gì nó cũng nhận hết á. Nghe một like một view lớn mà. Cần có một người coi Hải cũng làm nữa. Tại vì đây giờ nói chung Hải thì nó gắn bó với thầy từ lúc mà ngày mà thầy về đây mà ăn cơm á, ăn nghỉ á. Mới làm cái lỗ thôi thằng Hải tới đây rồi. Ừ. Rồi còn y như vậy TV thì nó cũng là gần trong bộ cậu gần như thằng Hải luôn. Thằng y như rồi. Y như vậy TV thì cho nó nhiêu like nó cũng nhận hết á. Không cho nó cũng nhận đó. Không hai con nó cũng làm. Ừ đúng rồi, không hai con cũng làm. Nó đam mê. Còn anh qua bên đây. Mình thấy là từ xa là có chú tiểu chữ mộ nghệ sĩ Trung Linh cũng đang dần dần vô mà sắp thôi chức rồi đó chú tiểu. Thấy bình bông em treo bình bông lên đọc đọc không nghiên cứu như vậy trời trời ơi mới thấy luôn nha đốt đen mà không hay treo bình bông đọc không cái điều này rất là chân quý dành cho Bùi Hải với thằng Huy như vậy TV nha. Anh ai đồ không chơi đồ gì rồi chú tiểu cho chú tiểu chú
tiểu này cũng làm vì đam mê, không cần view, ai cho nhiều view lấy nhiều view. Không may thì thầy qua đời, cũng tụi con cũng xin chia buồn cùng gia đình thầy. Bên cạnh đó thì là một thời gian gắn bó với thầy thì cũng đã tuổi mang cái đá đó, có đi sư với thầy cả nhà. Đó thì rồi Hải mua bánh ra cho thầy đi Hải. Chưa để chậm nước. Thầy có cái bát nữa nè, thấy không? Đâu, cái bát hả? Ờ. Thầy có cái bát đàng hoàng. Cái bát này hồi lúc trước là theo thầy đúng không? Ờ. Ồ, đâu à, anh. Để ra đây. Này, cái bát này của thầy Xuân Thiện nè. Ủa, vậy là cất từ đó tới giờ luôn hả? Ừ, như là từ lúc thầy mất là để đến đây luôn á. Thì sau này hy vọng là cái bát đó thì thầy sẽ cho Hải nha, bác như vậy. Để con Hải nó đi, nó vừa đi quay nó thì nó cầm cái bát theo để nó ăn nước để tao ăn luôn. Xin bánh bao với xin bánh mì hả? Bao bánh mì. Nam thắp nhang giùm cái nè. Có quen không quen? Cho em xin một chút quen cái nè. Lão hình thầy đi, thầy mới phù hộ có quý không nhiều. Lão hình thầy thầy mới phù hộ được nhiều quý. Rồi đấy, cho em 220.000 nữa. Bây giờ là chú tiểu mình hơi gạo chá, còn đang nóng hay là nó mát? Cái nóng rồi. Thầy có nóng. Đây á thì như là phi đố cô chú chị bạn chỗ cái chậu bông trước mẫu của thầy là bông này là bông lan gì, lan thạch hay là lan giả? Chi tiết và cái đó là sân tiện đẹp đẽ với sự anh Vũ thấy mẫu thầy đâu có lỗ âm dương đâu, thấy không, thấy nó khác lạ không? Sao bữa nay mình mới nói không đi. Thường thường đó là cái mộ sẽ có một cái lỗ âm như thế này. Ừ. Hồi nay là
Thầy đâu có lên nữa đâu. Anh thấy một thầy đâu có lỗ âm dương đâu. Thầy ở trên chứ thầy đâu có ở dưới đâu mà có lỗ âm dương. Là tức là tôi nghĩ rằng là thầy sẽ không có vào lại cái dòng sanh tử luân hồi nữa hả? Đúng rồi, thầy giờ thầy thánh là đắc thánh rồi, thầy về trên rồi. Xung quanh đây thì mộ nào cũng có cái lỗ âm dương cả, nhưng mà chỉ có riêng mộ của thầy Thiện là không có thôi. Thầy hành thoát rồi. Giờ thầy có cái thầy ở trên thầy xuống thôi chứ thầy không có lên, ở dưới lên nữa. Cũng có nhiều sư đến đây để thắp nhang cho các sinh thiện. Thì hôm nay là mình đang đứng đây là của sinh thiện. Bốn giờ anh đốt, bữa nay ngày mai sáng giờ đây mới hết. À vậy hả? Hay ha, đo lường thời gian luôn ha. Và dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị. Xin hẹn ông bà cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha.
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị ạ.